mình qua lên xe nhá. Đấy. Ông bố à? Bữa nay đặt thằng bà lái xe cho mọi người. Đường quá khó nha mọi người. Đường này nếu mà mưa là không đi được nha mọi người. Lún quá. Bây giờ là mùa nắng rồi. Được 1 phút mới được. Đi kìa. Hôm nay trời âm u quá. Con cái bữa nay là gớm lắm nha mọi người. Chở cà phê 30 bao nha mọi người. Anh em xem video nhớ like và ủng hộ kênh mình nha anh em. Like và subscribe kênh nhé. Để mình làm video sau cho con gái lái xe cực đỉnh luôn.